Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, Việt Nam Grand Sale 2020 do Bộ Công Thương tổ chức có điểm mới là các doanh nghiệp có thể cung cấp mức khuyến mãi cho khách hàng lên tới 100% thay vì tối đa chỉ 50% theo như quy định. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp với các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử sẽ giúp tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua các hoạt động khuyến mại được triển khai, chương trình năm nay sẽ tạo tiền đề thực hiện cho các năm tiếp theo và để tổng hợp, nghiên cứu đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung quốc gia trong thời gian tới. Đây cũng là chương trình nhằm thực hiện nghị quyết số 84 NQCP ngày 29 tháng 5 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và quyết định số 1457 QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch hành động của ngành nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp thương mại trong giai đoạn mới.